Tiểu sử ca sĩ hải ngoại Lưu Hồng và ca sĩ Phương Diễm Hạnh, những giọng hát đặc biệt nhưng phải dậy nghề sớm vì gia đình. Làng nhạc hải ngoại kể từ khi hình thành trên dưới 40 năm qua đã có sự xuất hiện của rất nhiều giọng ca mới, hát nhạc vàng rất được khán giả ái mộ. Nhưng cũng có nhiều trường hợp ca sĩ sớm dậy nghề khi tuổi đời còn trẻ, để lại nhiều tiếc nuối đối với khán giả. Trong đó, có hai nữ ca sĩ vừa xinh đẹp lại hát hay như ca sĩ Lưu Hồng và Phương Diễm Hạnh. Lưu Hồng là tên thật của người nữ ca sĩ tuổi song nam, với ngày sinh nhật là 27 tháng 5, rời Việt Nam từ năm 75, người đã dìu dắt Lưu Hồng đi vào con đường nghệ thuật, chính là bạn của song thân cô và cũng là cha nuôi của cô. Lưu Hồng cho biết, nhờ trời thương yêu nên trong bước đầu mọi sự đều trôi chảy và may mắn. Khi cô chính thức bước chân vào làng nhạc, sở trường của Lưu Hồng là trình bày những nhạc phẩm tình cảm theo thể điệu bolero, rumba và tango. Vào năm 1965, cô cùng với gia đình đi nghe nhạc tại vũ trường Venby và đã lên hát giúp vui theo lời yêu cầu của mọi người trong nhà qua hai nhạc phẩm Sang Ngang và Tuổi Đã Buồn. Nhờ giọng ca truyền cảm và quyến rũ, Lưu Hồng đã được vũ trường này mời công tác ngay sau đó. Để rồi một thời gian sau, cô đã được mời hát tại nhiều nơi khác. Lưu Hồng cho biết, những nhạc phẩm cô trình bày ưng ý nhất là Bướm Trắng, Sang Ngang, Tuổi Đã Buồn, Cà Phê Đắng, Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình. Trong những năm đầu tiên ở Hoa Kỳ, Lưu Hồng là một trong những giọng hát được nhiều người ưa thích, nên cô đã được mời đi lưu diễn ở khắp Âu Châu và nhiều thành phố tại Canada. Và theo cô thì chuyến nào cũng luôn được khán giả thương mến và ủng hộ. Vào đầu thập niên 90, Lưu Hồng đứng ra chủ trương trung tâm sản xuất băng nhạc và CD Lưu Hồng và đã tung ra được một số tựa, mà chạy nhất là những CD Hận Tình Trong Mưa, Cà Phê Đắng và Nhạc Vàng Chọn Lọc. Lưu Hồng cũng đã từng xuất hiện nhiều trên video do các trung tâm Thúy Nga, Giáng Ngọc v.v. thực hiện. Và khoảng năm 94-95, Lưu Hồng tạm thời ngưng hoạt động, không còn cộng tác với các vũ trường cũng như đi show vì bận bịu việc gia đình cũng như công ăn việc làm. Hơn nữa đối với cô, ca hát chỉ là nghề phụ, ngoài ra cũng đi làm một ngày 8 giờ như mọi người, như cô nói. Sau một thời gian vong bóng, ca sĩ Lưu Hồng bất ngờ trở lại. Cô đã được Trung Tâm Quốc mời cộng tác để thu tiếng hát của cô trên CD. Cho đến giữa năm 2001, Trung Tâm Quốc đã thực hiện hơn 7 CD với tiếng hát của cô. Ca sĩ Lưu Hồng là một chất giọng rất đặc biệt. Mặc dù cô đã dạy nghề đã lâu, nhưng vẫn luôn nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả. Có người nói rằng giọng hát Lưu Hồng là sự pha trộn giữa chất giọng sang cả của Lệ Thu và phong cách nức nở nghẹn ngào của Giao Linh. Lưu Hồng xuất hiện lần đầu tại hải ngoại từ đầu thập niên 1980 trong các băng và đĩa nhạc do chính cô thực hiện. Thời gian sau đó cô cộng tác với các trung tâm Thúy Anh, Mai Ngọc Khánh, Quốc CD, Phượng Hoàng, Ca Dao, Chợ Lan và AC. Với giọng hát đặc biệt và rất riêng, Lưu Hồng hát được nhiều thể loại nhạc, ghi dấu ấn đặc biệt với nhiều bài tango như Kiếp Nghèo, Xe Hoa Một Chiếc, Cô Bé Ngày Xưa và đã thu âm rất nhiều bài hát cho nhiều trung tâm khác nhau. Tuy nhiên Lưu Hồng lại rất ít xuất hiện trên các chương trình thu hình. Một lần hiếm hoi có xuất hiện trên Paris By Night vào năm 1988 với ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Cũng như ca sĩ Lưu Hồng, ca sĩ Phương Diễm Hạnh cũng giải nghề sớm dù sự nghiệp đang trên đà thăng hoa. Cái tên Phương Diễm Hạnh có thể không nổi đình nổi đám như những ca sĩ khác, nhưng giọng ca của cô lại mang lại cho những khán giả yêu nhạc vàng những cảm xúc không thể nào quên. Cô được đánh giá là sở hữu giọng ca ngọt ngào, mềm mại, da diết và cuốn hút lòng người. Phương Diễm Hạnh xuất hiện lần đầu trên Paris By Night số 58 vào năm 2001 với ca khúc Hoa Đào Năm Trước của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Nguyễn Hiền, và gây ấn tượng với các ca khúc Trước Giờ Tạm Biệt của nhạc sĩ Hoài An và Một Người Đi trong cùng năm 2001, khi đó cô đã 32 tuổi. Tiếp sau đó, các ca khúc được Phương Diễm Hạnh biểu diễn đều được khán giả rất yêu thích, đó là Hạ Buồn, Thanh Sơn, Tình Hậu Phương Minh Kỳ, Trăng Tàn Trên Hè Phố, Phạm Thế Mỹ, Chị Hai Đứa Mình Thôi Nhé, Lê Dinh Anh Bằng. Nếu để ý, chúng ta có thể thấy tất cả những ca khúc trên đều đã được danh ca Hoàng Anh trình bày rất thành công, và có thể nói sự nghiệp của Hoàng Anh cũng đã gắn liền với những ca khúc này. Vậy mà Phương Diễm Hạnh đã làm được một việc hiếm có, ca sĩ trẻ nào làm được, tạo cho mình dấu ấn riêng khi còn vẹn lại những bài hát đã nổi tiếng với các giọng ca thế hệ trước năm 75. Ngoài ra, sự thành công của giọng hát Phương Diễm Hạnh thời gian này cũng có phần được hỗ trợ rất đắc lực của phần hậu âm đỉnh cao của nhạc sĩ Tùng Châu vào đầu thập niên 2000, cũng như nhạc sĩ Trúc Hồ của Trung Tâm Asia. Nhạc sĩ Tùng Châu của Trung Tâm Thiên Nga rất giỏi trong việc kết hợp nhạc khí Tây Phương
với các loại nhạc cụ dân tộc. Khi nghe lời bài Ngày Buồn của Phương Diệp Hành, chỉ cần nghe tiếng đàn cò ai oán ở đoạn mở đầu, khán giả như thấy đứt từng đoạn ruột. Khi nghe Tình Hậu Phương, tiếng đàn bầu réo rắt làm rộn rã lòng người. Đỉnh cao nhất của giọng ca Phương Diệp Hành có lẽ bài Trăng Tàn Trên Hè Phố Phạm Thế Mỹ, với phần kết hợp của guitar violon, đặc biệt là tiếng saxo của nghệ sĩ Hoài Phương, đã tạo nên bản hòa âm tuyệt vời cho ca khúc. Chỉ xuất hiện trên Body By Night trong vỏn vẹn 4 năm và giả từ sân khấu vào năm 2004 với ca khúc Nếu Ta Đừng Quen Nhau trên Body By Night số 74. Ca sĩ Phương Diệp Hành luôn luôn xuất hiện với tà áo dài truyền thống, chỉ đứng một chỗ hát, không cần bất cứ sự chặn giữ nào khác, và cô đã làm được điều mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mong muốn, để lại nhiều yêu thương trong lòng khán giả. Ngay cả khi không còn đi hát đã 15 năm qua, ca sĩ Phương Diệp Hành khi đã nghỉ hát và con gái, nhưng người vẫn luyến tiếc vì cô giải nghệ quá sớm. Lý do được cho là vì cô kết hôn và muốn toàn tâm toàn ý ở chỗ Mạo Phương để chăm sóc gia đình. Trong 4 năm ngắn ngủi hợp tác với Trung Tâm Tiếng Nga, Phương Diệp Hành đã trình bày tổng cộng 38 ca khúc.